Mr. Teen Vlog nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Rồi ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Teen. Vẫn câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn là có Mr. Teen, Mr. Teen đồng hành cùng bạn trao chọn niềm tin. À, đi chơi lễ vui không? Bữa nay là 2 tháng 5 rồi nè. 30 tháng 4, 1 tháng 4 năm anh em đi chơi lễ vui không? Còn Teen ở nhà bán xe quá trời luôn. Cảm ơn anh em từ phương xa đến ủng hộ nha. Thì hôm nay đúng ra là Teen sẽ làm một cái clip á, là nói về một chiếc xe XI mà nó bị rơi xuống sông, trục vớt lên đem ra cửa hàng Teen xử lý thật đẹp luôn. Nhưng mà do là có một phát sinh một cái vấn đề rất là hay và rất là lợi ích cho anh em xài xe AB, nên là Teen làm liền ngay cái clip ngắn này để gửi đến anh em ha. Thì không dài dòng nữa, xe AB hiện tại bây giờ giá rất là thấp rồi anh em ơi, nên là Teen làm clip này gửi đến anh em để anh em nào có nhu cầu mua xe AB thì đến thời điểm mua xe AB rồi ha. Nhớ gọi số điện thoại này, Phong nó sẽ tư vấn về giá cho nha. Giờ Teen báo giá sơ bộ nào. Có hai cái tin vui cho anh em mua xe AB. Thứ nhất là hiện tại chỗ Teen ha, Honda Đa Phương với chỗ Teen nè, đang có chương trình mua xe trả góp dòng xe AB Vision Way Alpha. Hôm qua Teen có làm clip đưa lên rồi ha. Các bạn chỉ cần trả trước 30% giá trị xe là các bạn được góp với lãi suất chỉ 0,99% thôi. Còn nếu mà trả góp mà trên 30% giá trị xe thì là lãi suất chỉ có 0,79% thôi nha anh em ạ. Rồi cái thứ hai nữa là nói về giá xe. Thì hiện tại bây giờ AB một phiên bản tiêu chuẩn 125 á, thì giá xe nó chỉ còn có 42,2 triệu thôi ha. Còn phiên bản tiêu chuẩn của phiên bản đặc biệt 125 á thì nó chỉ còn có là 44,5 triệu thôi. Còn phiên bản tiêu chuẩn 150 á thì giá nó là 54 triệu. Còn phiên bản đặc biệt 150 á là 57 triệu ha. Giá bây giờ là cực thấp luôn, gần như là bằng giá đề xuất luôn rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu ha, đặc biệt là fan Mr. Teen coi clip này điện số điện thoại này, thì cái giá hồi nãy Teen báo á là giá thông thường thôi. Còn nếu anh em điện vô số điện thoại này á thì Phong nó sẽ báo cho anh em một cái giá thấp hơn, ưu đãi hơn dành riêng cho Mr. Teen, anh em gia đình Mr. Teen chúng ta. Nhớ nha, giá mới xuống ngày hôm nay luôn, dành riêng cho fan Mr. Teen, anh em đại gia đình Mr. Teen chúng ta ha, ngày hôm nay nha. Teen nói tại thời điểm này nha, là Phong nó sẽ báo cái giá thấp hơn giá hồi nãy ha. Ngoài ra anh em sẽ được góp với lãi suất cực thấp, chỉ cần chứng minh hộ khẩu. Thì nói thí dụ đi, chiếc xe AB 125 phiên bản tiêu chuẩn đây, 42,2 triệu, anh em chỉ cần trả trước khoảng tầm 15 triệu thôi là có thể lấy xe về, và lãi suất chỉ 0,99% thôi. Còn xe 125 phiên bản đặc biệt thì anh em cũng trả trước khoảng tầm là 17-18 triệu là có thể lấy xe về với lãi suất chỉ 0,99% thôi nha. Còn 150 anh em chỉ cần trả trước khoảng tầm 18-19 triệu là có thể lấy xe về phiên bản tiêu chuẩn đó nha, với lãi suất là 0,99%. Còn 150 đặc biệt anh em trả trước khoảng tầm 20 triệu là có thể lấy xe về với lãi suất chỉ có 0,99% nha anh em ha. Đó là cái món quà Teen dành cho anh em. Gọi ngay số điện thoại này đi, Phong nó đang đợi, gọi ngay gấp và liền đi, sẽ được giá cực kỳ ưu đãi nha. Ok ha. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem kênh của Teen ha, đặc biệt là yêu quý Teen nha. Rồi vẫn có nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Teen đồng hành cùng bạn trao chọn niềm tin. Bye bye, hẹn clip ngày mai. Clip ngày mai các bạn sẽ thấy được chiếc SH mà nó bơi xuống sông rồi Teen xử lý như thế nào nha. Rồi. Xem clip vừa rồi của Teen nha. Nếu anh em thích kênh của Teen thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký, tiếp theo hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Teen ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Teen vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Teen ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Teen nhé.